Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn đại biểu đã thành kính tỏ lòng tưởng nhớ công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết kiên trì đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, dâng vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc, những người đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.